Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình BLC Online và quay trở lại với một loạt series về WinC Unify. Ngày hôm nay admin xin hướng dẫn cho các anh chị cái đề tài, đó chính là đọc ngày giờ phút năm, hay còn gọi là tách thời gian ở trong WinC. Thế thì hiện tại bây giờ các anh chị nhìn vào đây, các anh chị nhìn thấy có thể là admin đang tách này. Đầu tiên admin đang tách là giờ đúng không? Giờ. Admin đang tách là gì ạ? Admin đang tách là giây này, phút này, hour này, date, month và year đúng không ạ? Đây. Thì các anh chị nhìn vào đây, các anh chị sẽ thấy là bây giờ là gì ạ? Là ngày năm 2023 đúng không ạ? Tháng 11 đúng không ạ? Ngày 17 đúng không? 21 giờ 19 phút và 40 PM ha. Thì là tương ứng với 21 giờ admin đây là 44 ha. Thế thì đây là làm sao chúng ta sẽ gì ạ? Tách được gì ạ? Ngày giờ phút năm, ngày giờ tháng năm rồi phút hour ở trong WinC. Thì cái ngày học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi cùng nhau đi tìm hiểu cái phần là tách thời gian ngày giờ tháng năm trong WinC ha, Unify sử dụng với JavaScript. Đấy. Thì các anh chị nhìn thấy hiện tại bây giờ nó sẽ có hai giá trị, một giá trị là UTC time, thời gian của hệ thống đúng không ạ? Và một giá trị là local time. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao cho chúng ta tách được cái gì ạ? Chúng ta tách được cái thằng thời gian local ấy, bởi vì thời gian local là thời gian của chúng ta đúng không ạ? Nên là chúng ta tách như thế này. Rồi để làm được như vậy thì đầu tiên á thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là gì ạ? Chúng ta sẽ gọi một cái hàm là ở đây á, thì trước tiên tôi sẽ xóa các cái biến này đi ha. Tôi sẽ xóa các biến này này. Đúng không ạ? Tôi sẽ xóa các biến này đi. Thì tôi để lại cái biến biến này thôi, được chưa? Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một cái biến gọi là biến gì ạ? Chúng ta sẽ tạo các biến là có tên là date này. Date đúng không ạ? Date đúng không? Là ngày này đúng không? Date time UTC time là cái thằng này, date time UTC time là cái thằng này, thì tôi kéo thằng này ra. Được rồi. Đấy, date time tôi khéo thằng này ra nha. Ở đây tôi để kiểu dữ liệu là date time ở trên này, chúng ta để kiểu dữ liệu là date time. Rồi cái thứ hai nữa thì tôi để theo là cái giờ là gì, cái năm đúng không? Năm thì tôi sẽ để đây là year này. Year ở đây là phải kiểu dữ liệu là UINT nhá các anh chị nhá. Đấy, year này. Tôi sẽ kéo thằng year ra. Đúng không? Cái thứ hai tôi sẽ kéo thằng month ra này. Month ở đây thì tôi đang để là gì ạ? USINT. Đúng không? Month tôi để thằng month ra đây. Đúng không? Rồi tương tự là gì á? Thằng date, date là thằng ngày, thì ở đây tôi sẽ để là thằng date nằm đây. À, thằng date tôi để nằm đây. Đúng không? Tương tự như vậy đây, cái thằng hour thì tôi sẽ để nằm đây, đúng không? Hour này. Đúng không? Cái thằng là minutes. Đúng không? Và cái thằng là second. Đấy, cùng là gì ạ? Cùng là kiểu dữ liệu là SUINT. Ở đây thì chúng ta chỉ có hai cái thôi. Một cái là cái thằng là date time đây này, là dạng UTC, và một cái thằng là date cái ngày đây này. À, một cái year ở đây là tôi để là UINT ha, cái year UINT. Còn lại là để là USINT hết. Đây tôi sẽ tạo một cái hàm. Tôi sẽ xóa cái thằng này nhá, tôi sẽ tạo một cái hàm ở đây là tôi sẽ lấy một cái thằng là tôi sẽ để thằng này luôn đi ha. Ở đây thì tôi sẽ lấy một cái hàm như thế này. Ở trong này thì ở đây thì chúng ta sẽ có, đầu tiên á, chúng ta sẽ có một cái cú pháp như thế nào. Ở đây thì chúng ta sẽ lên đây chúng ta coi thêm này, để gì ạ? Để đọc được một cái trạng thái của một cái thời gian hiện tại là get the current time. Thời gian hiện tại thì chúng ta sẽ dùng cái cú pháp là date bằng new date, đúng không? Date bằng new date. Thì ở đây ha, tôi sẽ copy cái thằng này này ha. Tôi paste vào đây ha, tôi paste qua đây này để tôi làm cho các anh chỉ thấy này. Đầu tiên là tôi sẽ delete nó ha. Rồi đây chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ gọi JavaScript này ha. Ở đây thì chúng ta sẽ là, ở đây chúng ta cho là thời gian current ha. Ở đây thì chúng ta trả tôi để là let a đi đúng không? A hoặc là let today đúng không? Let a đi ha. Hoặc let d đi. Theo đúng cái yêu cầu bài này là let date ha. Let đây đúng không? Let today này,
today, đúng không? Thì theo như cái bài ở đây thì diện nó sẽ bằng là new days, đúng không? Chúng ta sẽ gõ một cái biến là, hoặc chúng ta sẽ copy bên JavaScript này qua, đúng không? New days này, chúng ta cần John C, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ cần John C vào đây, đúng không? New days. Rồi, ở đây các anh chị nhìn thấy là ở đây thì chúng ta thấy nó là gì ạ? Khét, nếu mà đọc là year thì là 4 chữ số, đúng không? Month thì là tháng, tháng thì các anh chị lưu ý ở đây nó chỉ đọc từ tháng 0 cho tới tháng 11 thôi, nên các bạn là gì ạ? Các bạn muốn đọc thì các bạn phải cộng thêm 1 nữa, bởi vì nó chỉ có tháng 11 thôi, không đúng. Chúng ta phải tối đa 1 năm của chúng ta tháng 12, đúng không? Nên cái month này chúng ta phải cộng thêm 1 này. Ngày thì ngày 1 tới ngày 31 thì đúng rồi nè. Hour thì 0 giờ đến 23 giờ đúng nhỉ? Phút thì đúng 0 giờ đến 59 giây là đúng rồi, đúng không? Không là 959 phút đúng không? Và second là 0 tới 59 giây đúng không? Thì cái này thì đúng rồi, đúng không? Thì các anh chị nhìn thấy nếu như nó muốn đọc year thì nó chỉ cần là đọc year thì nó chỉ cần là nó đọc year nó chỉ cần là lấy d này đây ha, chấm get full year, đúng không? Ở đây thì tôi sẽ copy này, ta chép đây, thì ví dụ như bây giờ tôi muốn đọc year đúng không? Tôi có let year e a r đúng không? Thì bằng á, cú pháp của nó là d, d là do bởi vì là nó là gì? Nó đang là d của nó là d đây, thì tôi để là đây d luôn ha. Tôi để d. D thì ở đây nó sẽ là d get full year, đúng không ạ? Tương tự như vậy ở đây là gì? Ở đây nó là month thì sao? Nó sẽ là d get month, đúng không? Thì chúng ta sẽ copy cái dòng này. Chúng ta sẽ copy này. Ở đây thì giống như tôi muốn đọc là let month ha. Month đúng không? Month month đúng không? Thì tôi sẽ bằng là gì? D chấm get month. Ở đây thì do như ban đầu tôi nói với các anh chị là gì? Ở đây nó chỉ có gì? Ở đây nó chỉ có tới tháng 11 thôi, nên bắt buộc là chúng ta sẽ cộng 1 vào đây nữa. Cộng 1 cho nó đằng sau đây. Đúng không? Rồi. Sau đó thì tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ có tới ngày này. D chúng ta sẽ có tới month rồi đúng không? Đây chúng ta có ngày thì chúng ta sẽ là chúng ta sẽ dùng cái gì ạ? D get date đúng không? Sao chép này. Đúng không? Đây chúng ta có let d a t e. Date hả? Đây đi ha. Date. Đúng không? Thì bằng d.get date như này. Đúng không? Tương tự như vậy ở đây chúng ta sẽ có là month year. Tháng và ngày rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có hour. Đấy, d get hour này. Đó, let hour đúng không? Let hour. Let hour này. Hour đúng không? Thì bằng d chấm get hour. Tương tự như vậy đây là chúng ta sẽ có là get minute, thì chúng ta sẽ có d chấm get minute đúng không? Let minute đúng không? Minute thì bằng d get minute đúng không? Đấy. Rồi ở đây chúng ta tiếp là nếu như chúng ta muốn second thì chúng ta có là d get second đúng không? Đấy, chúng ta có let second bằng d. Đó, được chưa? Thì chúng ta sẽ có những cái mốc thời gian này để chúng ta tách ra. Rồi bây giờ thì chúng ta dạ, bây giờ ví dụ như chúng ta mà muốn đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ muốn á, thì đầu tiên chúng ta phải ghi xuống. Ở đây thì chúng ta muốn ghi xuống chúng ta làm như nào? Đây chúng ta muốn ghi xuống thì ở đây chúng ta sẽ write dữ liệu ha. Write RITE này đúng không? Write thì ở đây thì chúng ta ví dụ như chúng ta muốn ghi thằng vào cái ô year này thì chúng ta sẽ có là HMI runtime này. Đâu ạ? HMI runtime đúng không? Chấm tag. Đúng không ạ? Chấm mở ngoặc là gì ạ? Chấm tag là tag year đúng không? Ở đây thì chúng ta year e a r đúng không? Tag year đúng không? Đấy, chúng ta mở ngoặc lại, đóng ngoặc lại. Chấm write đúng không? Write ở đây thì chúng ta sẽ write cái thằng là year này. Ở đây chúng ta cho nó thêm s đi ha, man này, để chúng ta phân biệt lại được hết đúng không? S đúng không? Đây để chúng ta phân biệt thôi.
Ở đây thì chúng ta muốn ghi thì chúng ta sẽ ghi thằng gia này đập xuống đúng không? Cần chọn C vào đây, cần chọn V vào đây và chúng ta đóng ngoặc lại, chúng ta để chấm phẩy đúng không? Tương tự như vậy chúng ta sẽ copy cái thằng này dòng này đúng không? Gia cần chọn C đúng không? Bết này. Ở đây thì giống như chúng ta muốn là gì ạ? HTML chấm tắt chấm tắt man, man ở đây là biến này, biến man này ha, biến man này đúng không? Thì đây chúng ta sẽ có man ở đây, thì bằng cái thằng man này cộng 1 thì nó mới đúng đúng không? Thì chúng ta sẽ có là phần con C này đấy đúng không? Tương tự như vậy ở đây thì chúng ta sẽ có tiếp là date đúng không? Cần chọn C đúng không? Đây chúng ta có là tag đây, tag date. DATE. DATE đúng không? Thì ở đây nó sẽ bằng là DATES đúng không? Đây cho bằng cái biến này, tôi ghi xuống cái này. DATES đúng không? Rồi tương tự ở đây nó sẽ bằng là hour. Hour. R đúng không? Thì ở đây nó sẽ bằng là hour. Hour này nhá. Nó sẽ bằng hour này nhá. OURS đúng không? Tương tự như vậy. Tương tự như vậy ở đây là nó sẽ bằng gì ạ? Bằng minute. Đúng không? Minute là M I N U T E. Đúng không? M I N U T E đúng không? Thì ở đây nó sẽ write là minutes đúng không? Minutes đúng không? Rồi tương tự nó muốn write cái biến là gì? Biến là second đúng không? SE write cái biến là SE gì ạ? SECOND. Thì ở đây nó sẽ là SECOND. SECONDS là cái biến này, à, cái giá trị này, bởi vì nó sẽ có cú pháp như thế này đúng không? Rồi đây một cái biến là biến gì ạ? Biến là date. Date gì ạ? Date. Một cái biến là gì ạ? Date time UTC. Đúng không? Đấy, date time UTC copy này. Đấy. Thì nó sẽ bằng cái gì ạ? Bằng là D. Bằng D, tôi ghi thằng D xuống luôn ha. Đấy, ghi thằng D xuống như này. Đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ run time nó thôi. Chúng ta sẽ run time nó thôi nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ call time ở đây này. Đấy các anh chị nhìn thấy này. Giả sử bây giờ tôi cho đây là 0 nhé. 0 này. 0 này. Đúng không ạ? Không này, không này, không này, đúng không? Không. Thì bây giờ tôi sẽ dùng cái hàm này tôi đọc lên này thì đúng này. Năm 2023 này, tháng 11 này, ngày là ngày gì ạ? Ngày 17 đúng không? Đấy, năm 2023, tháng 11 ngày 17. Giờ là gì? 21 giờ 33 phút 23 giây. Hiện tại bây giờ đang là 40 giây thì tôi sẽ khôn đây, thì thành là 40 giây nằm đây. Đấy, thì đấy là cái chức năng là tách thời gian, tách ngày giờ tháng năm ở trên WinC dùng JavaScript đúng không? Và đồng thời cái thằng này này chúng ta đang đọc ở đây là gì? Chúng ta đang đọc ở đây là đọc về là UTC. UTC thì nó lệch 7 tiếng so với lại local time. Ví dụ tôi tham thằng local ở đây là nó đang 9 giờ 58 này, đúng không ạ? Đây. Thì tôi cũng hiểu tại sao là ở đây chúng ta mặc dù ở đây là UTC nhưng mà tách giờ đây thì nó lại giờ này lại đúng ha. Các anh chị nhìn thấy ở đây là chúng ta cách chúng ta tách ngày giờ tháng năm ở trên WinC là như thế, đúng không ạ? Thì tôi xin nói thêm một cái ý nữa là gì ạ? Trong cái tháng ở đây này, đúng không? Anh chị nhìn thấy là trong cái tháng đây là ở đây thì nó có là từ tháng 10 không cho tới tháng 11 thôi, nên bắt buộc trong cái hàm này của chúng ta là chúng ta phải cái thằng tháng chúng ta chồng một ở đây. Bây giờ tôi thử tôi trên này, click vào đây ha. Nếu như trong cái trường hợp này á, tôi trên qua đây là qua tháng 12 trên này đúng không ạ? Qua tháng 12 nha. Thì các anh chị nhìn thấy ở đây là đang là ngày 17 tháng 12 đúng không? Ngày 17 tháng 12. Thì tôi click vào đây này.
À, bây giờ tôi hỏi là thì nó lập tức nó qua đây là ngày 17 mà. Đấy, qua đây là tháng 12 đúng không? Đấy, nó sẽ qua đây lập tức là tháng 12 như thế này. Đúng không? Nhưng mà nếu như ở đây, nhưng mà nếu như ở trong cái hàm này đúng không? Chúng ta không cộng một mà chúng ta bỏ một đi. Đúng không? Chúng ta bỏ một đi nhé. Đúng không? Và chúng ta run time nó lại này. Rồi tôi request này. Đấy, thì thế thì nó chỉ đọc được tới tháng 11 thôi. Anh chỉ lưu ý ha, nó chỉ đọc được cái tới cái tháng 11 thôi, bởi vì là gì ạ? Cái cách chúng ta tách ra như thế này này. Thế thì nó chỉ đọc được từ 0 cho tới 11 thôi, nên bắt buộc ở đây chúng ta phải cộng thêm một ở trong cái đoạn code này đây, đúng không? Mục đích cái đoạn cộng một vô đây là nó là như vậy ha. Cộng một được chưa? Đấy. Thì đấy là cái nội dung cái bài học ngày hôm nay nói về gì ạ? Tách ngày giờ tháng năm ở trên Winisi. Và admin sẽ để cái đoạn code này ở bên dưới cái phần bình luận ha. Còn video ngày hôm nay của admin xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Và đồng thời thì hiện tại bây giờ là bên trung tâm các khóa học lập trình BLC Online, bao gồm khóa học về BLCS 7 ngàn 2 ngàn 5 Winchi cơ bản. Các anh chị có thể lên đây các anh chị xem thêm các nội dung các bài giảng này. Được chưa? Rồi khóa về BLCS 7 ngàn 2 ngàn 5 Winchi nâng cao, khóa về mảng truyền thông công nghiệp, khóa về BLCS 7 300 400 đó. Thì hiện tại bây giờ cái chủ đề mà chúng ta đang nói về tách giờ ngày giờ phút giây năm ở trong Winchi Anify dùng JavaScript thì nó thuộc vào cái chủ đề là khóa học Winchi Anify kết hợp với JavaScript, hai khóa học về đi trước và đón đầu xu hướng công nghệ mới. Thì hiện tại đang được giảm giá là full 4 khóa học về BLCS 7000 2000 năm Winchi HMI là 700k, còn hai khóa học này là 400k. Các anh chị nào mà muốn xem thêm các nội dung về khóa học, các anh chị có thể lên mục danh sách phát ở đây. Chúng ta sẽ có cái bài về review nội dung khóa học lập trình BLCS 7200, 5, 300, 400 ha. Ở đây thì chúng ta sẽ xem thêm review các quyền lợi khi tham gia khóa học, các chia sẻ các bạn học viên và các trailer về khóa học này. Hoặc là chúng ta sẽ xem thêm cái phần là Phút gì ạ? đúng giây đúng không? Chúng ta sẽ xem thêm cái phần là về cái phần là khai giảng khóa học lập trình Winchi Anify kết hợp với Cảm ơn. JavaScript nằm đây. Đấy ha. Đấy, còn video ngày hôm nay của chúng ta thì nó sẽ gần như cái tương đương với cái bài read local time này này, nhưng mà bài read local time ở bài bát 49 chúng ta chưa tách thời gian ra, còn bài ngày hôm nay chúng ta tách ngày giờ tháng năm ra. Thì đấy là video ngày hôm nay của admin. Video ngày hôm nay của admin xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.